Xin chào buổi sáng quý vị khán giả. Hôm nay miền Bắc thì tiếp tục rét đậm rét hại. Rất nhiều cảnh báo được đưa ra để quý vị có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt sức khỏe cũng như là những kế hoạch công việc của mình. Bên cạnh đó thì thời điểm cuối năm đang sắp tới rồi, càng cận Tết thì nhu cầu cần tiền để mua sắm và tiêu dùng ngày càng gia tăng. Và đây thì cũng là thời điểm sẽ gia tăng nhiều hơn những bẫy tín dụng đen. Những nội dung cụ thể sẽ có trong chương trình chào buổi sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì có rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với cả tôi bắt đầu chương trình. Buổi sáng anh chị ạ. Xin chào chị Thư. Vâng ạ, sáng nay đi làm tôi thấy trời vẫn rất là rét và nhiệt độ lúc tôi nhìn vào điện thoại thì là khoảng tầm 10 độ C. Anh qua sáng này không biết là tình hình mưa rét hôm nay như thế nào, liệu có rét hơn hôm qua không? Dạ vâng, hôm nay thì miền Bắc sẽ giảm mưa chị Thư ạ. Tuy nhiên thì nhiệt độ vẫn rất là thấp và dự báo hôm nay sẽ là ngày rét nhất của đợt này ạ. Vâng, cảm ơn anh Quốc Sáng ạ. Và những thông tin cụ thể về thời tiết ba miền thì sẽ được gửi tới quý vị ở phần sau. Còn Việt Nam thức giấc sáng nay thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng đến thăm một ngôi làng đan lát truyền thống nổi tiếng ở tỉnh Gia Lai. Và điều đặc biệt là người làm nghề đan lát ở đây lại chủ yếu là đàn ông. Còn ngay bây giờ thì chị Thanh Huyền sẽ gửi tới quý vị những tin tức cập nhật đầu ngày mới. Xin mời chị. Vâng chị Thư ạ. Và như anh Quốc Sáng đã nói thì trong đêm qua nhiều nơi ở miền Bắc thì đã giảm mưa. Nhưng mà do không khí lạnh dồn thêm xuống nên nhiệt độ vẫn tiếp tục thấp. Theo số liệu quan trắc nhiệt độ đo được lúc 1 giờ tại các điểm núi cao như là Mẫu Sơn là 2 độ, Sapa là 5 độ, Trùng Khánh, Bắc Hà, Mộc Châu, Pha Đin là 6-8 độ. Còn trên đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ lúc này đang vào khoảng âm 5 độ. Tuyết vẫn rơi nhưng mà không còn liên tục, ngắt quãng từng đợt. Hiện tại thì đây vẫn là nơi duy nhất ghi nhận có tuyết ở miền Bắc trong đợt rét này.